Ôi, nhưng vẫn không cứu được vì ung thư đã di căn. Sự ra đi của vợ tôi đã để lại một khoảng trống quá lớn đối với tôi và gia đình. Vợ tôi vẫn còn khao khát được biểu diễn, được tiếp tục cống hiến. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền xúc động. Hai chương trình truyền hình mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ xuất hiện trong năm 2021 là Dấu ấn huyền thoại và Giải mã tri kỷ được xem là hai xuất diễn cuối cùng mà bà xuất hiện trước công chúng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1954. Sự nghiệp nghệ thuật của bà bắt đầu từ rất sớm trên sân khấu đoàn cải lương Hoa Phượng của Bầu Trung. Khi ấy bà 14 tuổi, nhờ giọng ca ngọt ngào, cao vút nên được các soạn giả cải lương chú ý. Sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đạt đến đỉnh cao là vào những năm 1970. Sau khi được hãng đĩa Việt Nam mời ký độc quyền năm 1972 với ba bài tân cổ đầu tiên Biển tình, Yêu lầm, Nhớ người yêu cùng nghệ sĩ Minh Vương, bà đã tạo được ấn tượng lớn trong lòng công chúng. Đến khi được soạn giả Loan Thảo mời thu âm vai Lan trong vở Lan và Điệp do hãng đĩa Việt Nam phát hành năm 1974, sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ được xem là đỉnh điểm bà Sáu Liên, chủ hãng đĩa Việt Nam từng nói, chưa có cô đào trẻ tuổi nào đạt được số lượng phát hành cao như giọng ca Thanh Kim Huệ, các xê tiền triệu khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền là một cặp đôi tạo hiệu ứng nghệ thuật độc đáo, được công chúng mộ điệu yêu mến qua tài năng diễn xuất. Hai người cũng đã lèo lái thương hiệu Đoàn Cải Lương Sài Gòn 1 và Đoàn Cải Lương Sài Gòn 3 đạt doanh thu cao trong thập niên 1980 ngoài nghề diễn viên với chất giọng được giới chuyên môn đánh giá xứng danh là danh ca nghệ sĩ ưu tú thanh kim huệ còn sáng tác kịch bản với các vở khúc ly lương hoa học trò bến tương tư em ơi đừng khóc nữa xin đừng nói yêu em nội ơi đừng ly dị tôi không yêu đàn bà hoa sen trắng nghệ sĩ ưu tú thanh kim huệ cũng là người lưu diễn tại nhiều nước được khán giả kiều bào yêu mến với những bài tân cổ giao duyên Vai diễn của bà được yêu thích nhất là thị hến trong vở ngao sò ốc hến trên sân khấu đoàn cải lương. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.